Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày vừa qua có rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là một buổi sáng hôm nay tiếp tục anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận một thông tin một gia đình hiện nay thì cũng đây là một thông tin theo gia đình chia sẻ là hiện nay hai mẹ con, mẹ vợ và con rể hôm nay về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm con gái cũng như em trai tìm vợ. Dạ câu chuyện này chắc chắn là cũng vô cùng phức tạp. Hy vọng là các cô chú anh chị xem hết video này để hiểu rõ câu chuyện. Dạ rồi, xin phép chào chị gái. Chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Chị tên Nguyễn Thị Thu Tâm. Nguyễn Thị Thu Tâm ha. Chị Tâm nhiêu tuổi rồi? 46. 46 tuổi à? Chị nguyên quán ở đâu? Ở Phan Thiết. Phan Thiết à? Rồi. Phan Thiết. Hai mẹ con chị ngoại phần là hôm nay chị đi cùng với ai đây? Dạ, con rể. Con rể à? Dạ. Rồi, con rể nguyên quán ở đâu? Dạ, ở Thôn Nam Xá đi Hà Đông Bắc Bình Thuận. Ồ từ Bình Thuận. Vậy là hai mẹ con từ Bình Thuận luôn. Dạ Bình Thuận. Ồ. Oh. Bình Thuận với Phan Thiết mà xíu. Ừ. Em cho anh hỏi em họ tên là gì? Dạ em tên Trần Hồ Duy. Trần Hồ Duy. Hoàng Duy. Dạ. À, Duy nhiêu tuổi rồi? Dạ em 21, 23. 23 tuổi ha. Rồi hôm nay em mới cùng với mẹ vợ. Dạ. Đi từ Bình Thuận đúng không? Dạ. Về đây nhờ anh em ở Chim Dương tìm ai? Dạ em tìm vợ em. Em có thể em nói rõ hơn là vợ em họ tên là gì? Dạ vợ em tên là Nguyễn Thị Phúc Yến, sinh ngày 2 tháng 4 2003. Nguyễn Thị Phúc Yến. Dạ. Yeah. 2/4/2003. Yeah. Năm nay là 20 tuổi. Dạ. Yeah. Em có trước đây quen vợ lâu chưa? Dạ, từ năm 2019-20. Vậy là cũng quen lâu ha. Dạ. Yeah. Ừ, quen lâu rồi mình cưới chưa? Dạ yeah, em cưới rồi. Có đăng ký kết hôn không? Dạ yeah, có. À, mình được mấy bé à? Dạ yeah, một bé 2 tuổi. Trai gái? Dạ yeah, gái. Ừ. Em cho anh biết là hôm nay lý do tại sao mà hôm nay hai mẹ con, cả mẹ vợ, cả con, cả em nữa. Vậy nên nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình thì đăng tin tìm. Dạ là một lần có một đêm mà cái đêm trước khi mà giờ em đi á để nó đi chơi với bạn em nói là con mình ở nhà với con mà đi xong em dầm quên chạy qua chỗ làm chớ mà bỏ đi chơi với bạn rồi em kêu về với con xong đi về em nói nhưng mà nói với mấy câu à, lát nữa cũng đem giường ngủ rồi em cũng nói nhỏ gì là cho em cũng không có chữ hay là gì hết. Em đi nói là mới vô đây lạ, đừng có đi chơi với ai lạ, lỡ có gì con cái đâu với ai. Rồi em nói với nó rồi xong qua sáng thì hôm sau lại là đi làm, qua chỗ làm em cũng cứ là đi làm xong tao chưa em về. Về xong em thấy dọn đồ đi hết. Em kêu nói chuyện. Rồi em đi làm về em hôm trưa tắm rửa ăn uống gì vậy. Em gọi nói cho 4 tiếng đồng hồ. Em nói là bây giờ em quyết định đi bỏ con lại hay sao. Nói gì con có lại. Anh với em lo cho con. Rồi em nói giờ đi ở với bạn. Rồi em hỏi ở với bạn nào, ở đâu để em biết. Rồi em nói thì đi nhắm bảo coi sao, em nói đi về thăm con. Rồi em kêu thì bây giờ em chờ anh xíu, anh qua chỗ làm, anh đưa xe qua chỗ làm cho anh ta chạy hàng. Rồi xong anh về, có gì anh chở em qua lấy đồ về. Rồi xong em chờ bên đó, em nhờ người chở về. Về tới nhà đi mất tiêu. Em cứ tưởng là giận lấy em hay sao, đi nhưng mà tao tấu lại không thấy về. Còn em đêm nói vậy, cái đêm em không ngủ được. Em ngồi em chờ. Em tưởng là giận lại đi chơi với bạn nữa. Cô Phi cũng về nhưng mà đi qua xếp hôm sau. Em nhờ bạn em ở bên cũng ở bên Bình Dương chạy qua đưa cho em mượn chiếc xe. Tại vì xe của em á là giờ em lấy đi luôn. Hai chồng vô đây có một chiếc để chở con đưa đón con đi học. Rồi con với em hồi hôm này em đi tìm cái ngày hôm qua em không ăn uống được gì á, ngủ em cũng ngủ không được. Rồi còn nói để con không có mẹ về tối ngủ vậy anh biết sao. Bình thường á thì nó đòi ba với mẹ, như con em á thì nó đêm dậy nó sẽ không có cho một mình em làm gì một mình nó hết á. Như nó lấy hộp sữa thì nó không cho em xí hay là cắm ống hút gì cho nó bắt mẹ. Đêm nào vậy nó cũng đòi mẹ. Mà đi hai ngày nay em với mẹ giờ mới vô hôm thì tìm cái đêm nó sáng hồng sáng mà không thấy đâu á.
Rồi hôm nay em mới nhớ lại là bên đội của chú Hải, em liên hệ với chú Hải kia qua đây. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm cơ đô, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Mình mới gặp với anh. Rồi em cho anh hỏi này. Vợ em vậy là từ xưa là vẫn đi thường xuyên đi chơi với các bạn. Dạ, ở ngoài quê thì đi chơi với bạn thì không có lo, tại vì bạn bè đó em biết ai ai hết, nên đi với ai thì em không có sao hết á. Nhưng mà vô đây thì mới vô lạ đi. Vậy là vợ hai vợ chồng em về Bình Dương lâu chưa? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. À, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ. Ở đấy lâu chưa? Dạ, mới vô được 4 tháng còn em. 4 tháng là hai vợ ở lâu. Hai vợ chồng em làm công việc gì đó? Dạ, em đi làm tài xế, còn vợ em thì làm ở bên đại lý bia. Đại lý bia? Dạ. Ờ. Ở bên chợ căn cứ. Ừ. Vợ em là hàng ngày tiếp xúc với khách hàng có nhiều không? Dạ, chắc nhiều, tại vì đó là tạp hóa mà. À. Vợ em bán hàng một tháng thu nhập là như vậy là được khoảng bao tiền? Dạ, 9 triệu mấy. Còn em? Dạ, em 11. Vậy là hai vợ chồng em cũng trên dưới 20 triệu một tháng. Dạ. Mức thu nhập như vậy em thấy ở thành phố đủ không? Dạ thì em cũng ráng làm lo cho con em đi làm về, em cũng đâu có sắm giữ gì đâu. Vậy là vợ em ấy dạ. Là ở thành phố từ hôm mà ở quê đúng không, Bình Thuận dạ. Chuyển về Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh dạ. Đúng chưa? Là sống đó em thấy là vợ có tiếp cận được cái thông tin gì không, hoặc là vợ có thay đổi gì không? Dạ không, bình thường mà chỉ có trong cái tháng này mà từ lúc mà đi chơi với mấy người ở bên chỗ làm á. Rồi em về em nói đi chơi với người ta thì ăn nhậu thì đừng có làm cái gì hết á. Ăn cũng nhậu thì cũng nhậu được, nhưng mà nhậu cũng phải biết chừng để đường về. Em sợ cái đêm như nào em chờ hoài chờ hoài, con ở nhà ôi lên ôi xuống. Có một mình em à, em không có ai hết, em gọi thì không bắt máy. Anh nghĩ mà vợ mà đi chơi mà phi rồi anh gọi bốc máy thì anh suy nghĩ trong đầu, anh suy nghĩ sao, sợ không biết bị làm gì. Nó đeo ra ngoài đường mà không có ai, rồi người ta có biết rồi mình là ai đâu mà người ta liên lạc. Rồi em cũng suy nghĩ gì đó rồi em nói. Nhưng mà em nói ngày đó qua ngày sau em cũng bình thường, chứ em không có chữ hay là làm cái gì hết á. Nói chung vợ em, hai chồng em có chuyện gì là em là người em nói chuyện bắt chuyện trước, là tại em biết vợ em tính con nít đó. Nên đi chơi rồi là em không có nói. Nhưng mà đi á thì em gọi em bắt máy, tại vì có con mà. Nghĩ chúng ba mà con ở với cha là có bằng ở với mẹ. Mà cứ nói là đi chơi xíu vậy. Vợ em á, vợ em đi thường thường là đi lâu không? Dạ một tuần thì đi cũng một hai lần. Mà mỗi một lần đi khoảng bao thời gian? Dạ đi cũng tới có lần thì 9, 10 giờ, 10 giờ, 11 là từ mấy giờ đến 10, 11 giờ đêm? Dạ có 7 giờ đi làm. Từ 7 giờ tối? Dạ. Đi làm về là 7 giờ tối? Dạ. Mà nhiều khi đi chơi 10, 11 giờ đêm, 3, 4 tiếng đồng hồ đúng không? Dạ. Nhưng lúc về em thấy vợ có say thỉnh không? Dạ có lúc thì có một lần là say nhiều nhất. Có cũng mấy lần sau thì kiểu nhậu, nhưng mà em kêu là về sớm có con rồi cũng biết đường về. Em thấy vợ em bây giờ là một người phụ nữ có con đúng không? Dạ. Nhất là ở một tỉnh lẻ đúng không? Dạ. Mà về thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố rất lớn đúng không? Để về làm ăn, mục đích chính là mình kiếm tiền. Dạ. Mà tại sao cứ đi nhậu hoài như vậy, em thấy có buồn không? Dạ em buồn chứ anh. Phải không? Nhậu hoài như vậy là buồn. Em nói biết mà, nói giờ vô đây lo làm nuôi cho con, tắm sữa cho con, để cho con nó thiếu thốn cái gì hết. Giờ em bỏ đi, con mới thiếu cha thiếu mẹ. Vậy vợ em trước khi bỏ đi là có đem theo gì đi không em? Dạ cái lúc sáng á là em đi làm, giờ em ở nhà lấy đồ đi hết. Rồi lúc trưa về là em thấy, nên rồi em điện là nói chuyện. Nói chuyện là bây giờ ở nhà đem đồ về, em kêu là giờ em để đồ ở đâu anh chở em đi lấy về ở với con. Bây giờ có cha có mẹ giờ vô đây rồi, mẹ đi hướng cha đi hướng, mà con sao. Nhưng em đi làm về thì em cũng lo gì. Ở nhà thì vợ em sướng, không có làm có gì khổ mà nói mà chồng ép làm hay là cái gì đó. Làm về tối rồi tắm rửa cũng nằm đó ngủ rồi à, ôm con ngủ còn việc nhà gì em làm cho hết. Thì em thấy con gái nó tậu.
lại còn nhỏ nữa, mà em làm em nói đi chơi đêm cho hôm về. Anh thấy em cũng rất nhỏ tuổi nhưng đặc biệt là rất hiểu tâm lý và rất hiểu vợ đúng không? Rất dạ. Thương. Nhưng mà đây này, đây em đang nghĩ là tại sao mà vợ em lại bỏ cả con bỏ cả chồng này theo em? Em không biết cái tại sao hết. Chắc có lý do gì. Lý do tại bây giờ? Sao gì? Tại vì cái đêm đó mà đi chơi về á, là em hỏi đi với ai mà sao cứ đi hoài vậy? Con thì ở nhà. Em nói là muốn đi chơi thì đi đâu á, về. Nói anh chở em đi qua đó chơi thì chở con em đi đâu đi đó chơi. Nhiều khi em mệt tới gì về em muốn ré em tắm rửa cho em chở đi chứ đâu phải là em. Em cho anh hỏi này, trước cái thời điểm mà vợ quyết định bỏ nhà đi một cách đột ngột như thế này, dạ, là trước vợ chồng em có sống với nhau có hạnh phúc không? Dạ bình thường chỉ có một cái lần mà đi nhậu về Phi nè, là cái lần đó em nói lâu chưa, lâu chưa, dạ đầu tháng là đem nó nhậu rồi xong quay sau khi lễ rồi sau cái ngày đó là nói là giờ muốn nhậu gì hay thì đi chơi với bạn về thì về sớm có con có cái rồi về đây muốn anh chở đi đâu thì anh chở đi, cứ đi chơi với bạn về rồi bữa đêm nó nhậu say giờ không biết cái gì hết rồi xong qua mấy ngày sau á xếp đồ nói là không có ở đây nữa, đi qua với bạn ở với bạn. Rồi em nói là bây giờ con sao, rồi em cũng năn nỉ em xin lỗi, mà trong khi là cái đêm đó đi là về em đã nói, nhưng mà nói xong á là em cũng bắt chuyện lại, em cũng nói ngọt lại chứ không phải là em chửi hay là em gì. Hiện nay là theo anh đang nghi ngờ là vợ em đi chơi rồi đi làm ăn ở đó, có thể là quen biết một số người, có thể là đồng trang lứa, dạ, hoặc là trong cái công ty đó chẳng hạn, trong cái nơi làm việc của mình ấy. Dạ. Nhưng mà anh đang nghĩ rằng vợ em có thể là say nắng say mưa ai đó, cho nên là người ta dụ vợ em đi và hai người đồng quan điểm với nhau là dụ nhau đi luôn. Vợ dạ. Em vì vậy vợ em mới quyết định bỏ con này, đúng chưa? Bởi vì đặc điểm là vợ em tuổi đời rất nhỏ mà rất hay ăn nhậu, rất ham chơi thế này thì xa và vũng lầy là cái điều khó có thể tránh khỏi được. Không thoát được. Năm nay mới 20 tuổi mà, sinh năm 2003, gọi là 2K3 mà, đúng không? Đúng chưa? Đúng. Tuổi này người ta đang bồng bột mà đang chơi bời mà, nhưng vợ em này lấy chồng quá sớm, hiện nay có con thì mà lại không trách nhiệm. Đó, lấy chồng quá sớm đó. Đúng chưa? Vì vậy nên ham chơi. Đó, đến giờ phút này có chồng có con nhưng mà không lo, suốt ngày say xỉn thế này thì anh thấy là thực sự là khó mà, rất khó. Đúng không? Em thì lo cho vợ, nghĩ cho vợ, nhưng vợ em anh thấy hoàn toàn nó không nghĩ. Ừ, vợ em hoàn toàn là không nghĩ một miếng nào cho giờ em giờ ấy. Giờ nó nghĩ chi biết làm chi nghĩ là cứ nói em ép không cho đi chơi. Ừ. Nói cái gì cũng mới chơi bời gì nữa, bây giờ mình đã lấy chồng rồi là mình dạ. Chịu khó làm ăn tập trung vào để mục đích chính nuôi con, bởi vì mình đang sống ở một tình lẻ đúng không? Hiện nay lên thành phố Hồ Chí Minh là còn rất nhiều cái mình đang bỡ ngỡ, đang rất vô cùng hiện nay là mình cũng chưa biết mới có mấy tháng đây đấy. Đúng chưa? Chưa có nhà, chưa có cửa, chưa có đất, chưa phải một bà chủ hay bà hoàng. Suốt ngày đi ăn nhậu này thì anh thấy thực sự là không phải là lúc nào cũng đi ăn nhậu, chỉ có một lần là nhậu nhiều thì cứ nói vậy. Yeah. Một lần nhậu nhiều nhưng một tuần đi một hai bữa như vậy là không chấp nhận rồi. Được rồi. Yeah. Một tháng hoặc vài tháng có thể là sinh nhật tiệc tùng đi một lần, chứ một tuần mà đi một hai lần còn nhỏ. Anh không chấp nhận những người gì, phụ nữ như vậy, bất kể ai cũng vậy. Yeah. Đúng chưa? Mình có công việc gì chính đáng mình không từ bỏ được. Đúng chưa? Đám tiệc gì đó mình không bỏ được, mình bắt buộc đúng mình rồi. Phải xa con, bởi vì con của em rất nhỏ. Thì ở ngôi nhà chị cũng điện vô hỏi thăm nói, rồi nghe thằng này nói đi chơi bời cũng la, rồi ngoài nhà cũng la. Dạ theo chị nói này. Nói như không à. Theo chị thế này, anh em hiểu chứ Bình Dương này, các anh em này tư vấn như vậy là theo chị nghĩ có đúng không? Con chị tuổi đời rất nhỏ, đặc biệt là hiện nay là có con gái mới sinh một bé đúng không? Rất nhỏ mà đang ở thành phố mà hiện nay chưa có nhà chưa cửa. Đúng không? Mình là một người xa phương. Hiện nay đi làm ăn xa, mục đích chính là đi làm ăn xa để kiếm tiền. Kiếm tiền. Mà kiếm tiền mà suốt ngày lay say mai xỉn như vậy, mà bỏ chồng bỏ con, mà chồng con về dạy dỗ mà chỉ bảo không nghe, mà suốt ngày đi như vậy thì theo chị. Chị là người phụ nữ, chị là người mẹ. Đòi. Đúng chưa? Sống đua đòi lại những người ở đây xung quanh. Ừ. Chờ đó đi làm, đi một lần, lần thứ hai vẫn đi được. Đó. Lần thứ hai đi qua, lần thứ ba vẫn đi. Đấy, giờ là đi luôn nè. Thì đó. Đúng chưa? Đi là người ta nói một tiếng thôi, như đen hai chồng đen có chuyện gì vậy? Nói xong bắt đầu thằng kia nói chồng em vậy vậy thôi theo anh sống rồi đó, nó có theo luôn, nó là dụ đi chứ có gì đâu. Bởi vì thằng này cũng dở cái là con nhỏ nó lấy quần áo đi rồi thì mình phải canh nó,
sao dụ nó cho nó lấy nó ngon nó ngọt cho nó, cho nó chở mà tối chở đồ dời nó ấy dụ nó thôi bà mẹ bắt đồ đi vô hay sao nói vậy giữ chân nó lại, ai ngờ bỏ đi 3:40, 3:40, 3:40, 3:42 nó đi thôi, 4:07 anh kia giọt xe lúc thì sao liền nó chở đi sao không có, nó tự lấy xe đi tại xin cái camera cái nhà đó là coi coi đúng 3:47 là nó chạy xe ngang qua luôn. Thằng này vừa đi với nhiêu đó mà sao em lại đi không vậy, ngồi mấy tiếng đồng hồ đi qua chỗ làm. Bữa đó em chạy xe ở bên chỗ làm chạy về nhà nên tới giờ đó em nghĩ là thôi giờ xin nghỉ buổi ở nhà nói chuyện cho vợ em mới hiểu để ở nhà giúp vợ con để em chở đi lấy đồ về rồi em điện qua bên chỗ làm xin. Bây giờ xin thì em phải chạy xe qua lại chứ em đâu có để ở nhà em được, tại xe chở hàng mà. Rồi xong em chạy qua lại, rồi xong nhờ bạn em chạy chở về, em kêu qua chở em chạy qua chỗ làm chở anh về rồi về về anh với em nói chuyện. Thằng này vừa đi nó cúp xe rồi em kêu sao luôn. Em cho anh hỏi này, vợ em đến giờ phút này là trước khi đi là có tiền bạc trong người không? Dạ có, tại cái ngày đó là ngày đánh lương. À. Bữa nay là cái ngày đóng tiền học cho con rồi. Vậy là con của em hiện nay ở với ai? Dạ đang ở với cô giáo. Trời ơi. Chỉ luôn gỡ hôm luôn gỡ để đi tìm để đâu giờ đâu. Nhớ mẹ đi tìm mà con. Cái thằng này nói thôi giờ đi qua gỡ dạ, nó em ngủ giao chuyện lại. Em nằm xuống em ngủ không được. Gỡ con với một cô giáo luôn. Em chạy chỗ này em chạy chỗ kia xin rồi hỏi người này hỏi người kia theo như chị là qua chỗ làm nói giữa cái là con nhỏ đó lấy quần áo đi rồi thì mình tìm cách nào để mình giữ chân nó lại rồi dụ cho nó chở quần áo hay không dọn nó mẹ đang đi vô đang đi xe vô hay sao nó không nói nó ngồi canh canh tới giờ đi đi nhưng mà luôn. Thế này á là do nó thẳng là do con gái chị rồi bởi vì khi nó một người khi một người đã chuẩn bị tư tưởng đi này thì không ai cản được. Căn bây giờ những đêm ngủ say vẫn trốn được. Đúng chưa? Nói với em một câu là bây giờ có ở nhà thì cũng chú say cũng đi à. Nó, nói với em một câu vậy. Nói với em như vậy? Dạ. Yeah. Thế vì vậy em mới quyết định đi đúng không? Dạ. Yeah. Nói chung là khi một người đặc biệt là con gái của chị khi không muốn nói chuyện hoặc là không còn tình cảm hoặc là vì lý do nào đó mà đang giận chồng mà ý nguyện là muốn cầm gom đồ đi này thì thực sự không ai cản được. Giữ được người ở chứ không bao giờ giữ được người đi chị. Đúng chưa? Nhưng mà đi không ngồi thăm con cái vậy về nhớ. Đi giờ đang quyết định nó đi rồi là con nó bỏ qua bên nó không cần suy nghĩ mà. Đi giờ là đang vui bên cuộc tình mới rồi. Đi này chắc chắn nha, chắc chắn là 90% là đi theo bồ. Bữa hỏi nói em thì rồi dẫn con đi, nó không cho, bây giờ nó đi chơi với bạn bè em. Em dẫn con đi rồi bạn bè em nó có thương nó không? Đi chơi về tấu rồi. Em đi chơi về rồi đón con về đó rồi bạn bè nó ở đó. Nó có thương không? Con thì nói lên nói xuống rồi có bằng trai bằng mẹ không? Thực sự rất tàn nhẫn nhỉ? Nói chung là rất tiếc. Nói giờ ép gì vậy? Có nhà với con đây. Một thanh niên năm nay mới 23 tuổi và đang có nguy cơ có thể là sẽ mất vợ. Mà nguy cơ có thể là gà trống nuôi con. Đó. Đúng chưa? Nó nói là lúc trước đi là chị không cho đi rồi. Anh nói thẳng với em luôn, vợ em gặp bất kể một người nào đó người ta chỉ lợi dụng bởi vì vợ em còn trẻ. Yeah. Người ta lợi dụng thôi. Đúng chưa? Chán là có thể người ta sẽ bán vợ em luôn. Dạ yeah, em sợ gì đó. Bởi vì rất nhiều các cô gái trẻ mới lấy chồng trong thời gian vừa qua đã cầu cứu anh em hiệp sĩ Bình Dương rất nhiều. Đặc biệt là nhiều câu chuyện đến đây là anh em không muốn cứu luôn. Bởi sao có chồng có con rồi mà trốn chồng trốn con để đi làm massage, karaoke. Đó xong đến khi không làm được, cầu cứu bị người ta bắt đầu người ta tra tấn. Đó, bị một số quý ông mà vào móc nghịch. Đó, nói thẳng như vậy cho nó dễ nha. Nói nghiêm túc đó. Vì vậy sợ hoảng. Đó, vì vậy cho nên mới cầu cứu anh em hiệp sĩ Bình Dương. Trước khi đi thì không cầu cứu, trước khi đi vào xong xin, đúng không? Trốn chồng trốn con rồi tưởng là đi kiếm một cái công việc ngon lành, tiền nhiều. Ai ngờ là không có dễ ăn như vậy. Đó, như đây là cái tương lai vợ em còn sắp sửa là cũng dính vào như vậy. Đúng chưa? Yeah. Mà anh nói thẳng luôn, vợ em mà chấp nhận đã bỏ con em rồi thì em không làm cái gì cả. Đó, đúng chưa? Yeah. Con em rất nhỏ này mà dám bỏ để đi theo một người khác thì con em thì không có cái lý do thì không dám bỏ em được. Vì vậy hôm nay em và mẹ vợ về đây chia sẻ cái câu chuyện là tìm vợ. Các anh em nghe cái câu chuyện này rất muốn giúp em nhưng thực sự là rất buồn. Yeah. Đúng chưa? Buồn là một cô gái rất trẻ này mà lỡ
lấy chồng hiện nay có con này không chịu lo cho chồng cho con, đúng chưa? Mà suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn thế này nè, chơi bời azua, đúng chưa? Tụ tập ăn nhậu thì không chấp nhận được đó. Mà cứ tính đã như thế này thì anh nói là khó ở mấy anh mà ở quê thì nó không có gì đâu, vô đây đua đòi, đua đòi đúng chưa, học theo đua đòi mày, đúng em không? Sợ em thấy nhỏ em sợ em giận chồng chồng rồi, giận đúng gì? Như không giận nó được gì đâu, tại vì em vô đây em ở từ đó giờ em biết vô đây gần, là mất vợ gần sao sao hết. Mà sao em dắt vợ đâu này chi, mình một mình đi làm thôi, công việc em vô đây em làm thì em dẫn theo vô chứ giờ con còn nhỏ, chồng cười vợ chồng bây giờ bỏ con bỏ vợ lại mình đi làm một mình, lâu lâu về thăm vợ đây mới bình thuận đi, lâu lâu mình về em thăm được, lâu lâu lúc đầu chị không cho đi, nếu lại ở nhà ngoại giữ ở dưới ngoại một tháng mấy hay còn hai tháng chờ không đi về sao cái dắt đi luôn, tưởng đâu về trên nhà ở cho rồi dắt vợ xuống lại ai ngồi đêm đó hai người đi luôn, dắt đi là mất luôn, dắt đi là mất vợ. Ngồi dưới đó rồi chị không cho đi, nói là con đi làm một mình để cho nó anh, đi. Anh thấy là thực sự mẹ vợ em rất có trách nhiệm đó, bởi vì mẹ vợ em biết được tính của vợ em rất nhỏ tuổi, đúng chưa? Vì vậy nên đưa đây đồng ý là có vợ có chồng, nhưng mà vợ em có thể là tiếp cận thông tin quá nhanh, quá đột ngột, cho nên vợ em có thể là nhiều cái là suy nghĩ một cái một tưởng là bốc được, đó là đi luôn. Chứ đúng lý ra là một ở đây với Bình Thuận anh nghĩ là nửa tháng em về thăm vợ một lần bình thường. Được mà. Đúng chưa? Đây Bình Thuận không có xa. Đúng không? Chạy xe Honda mấy tiếng à? Đó, em chạy xe sáng em về thăm vợ, chiều em về, tối em về bình thường. Đúng chưa? Mai em vẫn có mặt ở đây làm việc. Em chỉ nghỉ một ngày thôi. Một tháng em về gặp vợ, thăm vợ hai lần, thăm con hai lần là được rồi. Đó. À, về đây cuối cùng là không cho đi đâu. Đó, về đây cũng có vợ, có chồng, nếu có con. Nếu mà để đi, nó đi từ lâu rồi chứ, chỉ giữ nhà được 2 tháng á. À. Rồi nói thôi, cỡ cố gắng để cho nó đi làm đó đi, rồi ở đây, rồi gỡ đứa nhỏ đó, rồi đi làm này mẹ. Đây là... đó cũng có công việc làm gì, đang làm ngon mà. À. Điều nó có cái bệnh ấy, rồi cái nó nghỉ tháng hai tháng đó, nghỉ cái này cái đi, là lỗi dắt em, đi mất vợ. Em lỗi em một phần. Nó còn vì... nhỏ vô đây nó bon chen giữa đời rồi, đúng ở rồi. Trong đây lắm. Ở đây chịu không nổi đó, thành phố mà. Đúng rồi, thì một đi làm đầu này đầu nọ mà nói đi châu gì nữa thâu đâu. Ở quê là mình biết người nọ biết người rất dễ lường, đúng không? Nhưng ở đây không có lường được, đúng không? Hàng trăm để ngàn cái. Không thể lường được, đúng chưa? Ra toàn thấy người không à? Em ra khỏi đường em toàn thấy người không? Chẳng biết ai và ai cả. Kín như hội chợ, đúng chưa? Nhất là thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Ở Gò Vấp em thấy là đông không? Đâu. Sáng ra ngột ngạt, nghẹt xe luôn. Đó, bon chen nhau như vậy. Vợ em ít tuổi này thì vợ em nhìn thấy một số các gã gọi thanh niên đẹp trai, đúng không? Ăn mặc nhìn có vẻ phong độ, trong túi nhiều tiền, nó chơi xài sang, nói chuyện ngọt. Một cái một em mất vợ mất con ngay lập tức. Đúng chưa? Đó. Hy vọng là em gái xem video này, em gái hãy thương chồng và thương con. Đặc biệt là hiện nay là mẹ em chia sẻ này rất đúng. Mà các anh em ghi nhận là nếu em thực sự là em cố tình bỏ chồng bỏ con mà đi theo những người đàn ông khác này là các anh em này thực sự rất lên án. Đó, rất bức xúc cái câu chuyện này. Em là một người mẹ trẻ nhưng mà không chịu lo cho con, cho chồng. Đến giờ phút này ấy, là mẹ của em phải từ ngoài quê, từ Bình Thuận vào đây để tìm kiếm, để cùng đưa thông tin để tìm em. Dạ, hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Hiện nay thì gia đình mình ấy, thì còn muốn tâm sự điều gì trên video này không? Dạ, mời em trai. Em muốn nói với vợ em thương con về ở với con. Con nó không có tội gì hết, bỏ lên đây. Sau nó về nó đòi mẹ rồi ba. Nhiều thêm thì làm về. Em thấy nó nói gọi mẹ cái em nhìn thì cũng khóc, nó nằm cũng ngủ nó gãi luôn cái gì đó cũng nhìn em nhớ em cũng khóc, nói em làm gì có lỗi cái gì thì em về em nói chuyện với anh, đừng có bỏ con đi, còn nó thiếu cái thương tình thương của cha với mẹ, giờ em đi về lớn lên nó làm sao, không có ở ai tốt mà không ở cha với mẹ mình hết á, giờ gửi cho người ta một tháng mình đưa bao nhiêu đó tiền chắc gì người ta thương mình còn con. Nói chung là cái nguy cơ của em có thể sẽ mất vợ thật, bởi vì vợ em tuổi rất nhỏ, suy nghĩ rất bồng bột đó, gặp người nào đó người ta cho ăn cho uống ngon ngọt dụ, mà đặc biệt là vợ em lại thích nhậu, mỗi ngày nó cho một vài lon bia ngồi tâm sự, sáng cà phê, chiều đi nhậu, ăn ngủ máy lạnh, đúng chưa? Chở chạy xe du lịch thì
Em mất vợ là phải. Một ngày qua chạy vòng vòng ngoài đường đi tìm, thấy chuyện đường phải nghỉ làng rồi đó, phải đi vô đây. Em tìm sao tìm được? Ở trong khách sạn, trong nhà nghỉ, trong phòng em sao tìm được? Tìm mấy chỗ người quen đó anh ạ. Không. Sao mà tìm được? Cho nó chạy vòng vòng ngoài đường như điên vậy. Em biết không, bây giờ em biết không tìm. Chạy đó tìm mấy xuống xe. Em ở nhà em ở, em nằm xuống, em mới vừa đi em nằm xuống là khoảng 10 phút 15 phút rồi, các bạn em hơi bận rồi. Thành phố bận thênh thông thênh thang, người thì đông đen. Em nhờ bạn bè em. Hiện nay em đang rất hoảng loạn. Nè, bây giờ này, trước mắt là em cùng mẹ vợ về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Yeah. Các anh em này rất mong muốn là tìm được vợ cho em, còn vợ em về sống với em hay không là anh không biết. Yeah. Nhá. Yeah. Nhưng vì bất kể lý do nào đó, vợ ngoại tình hay vợ theo trai hay vợ bỏ con bỏ chồng đi chăng nữa, nhưng mình là một người đàn ông, mình phải bản lĩnh. Nhá. Yeah. Không được sa sút mà không được dính vào cạm bẫy, đặc biệt là nếu như vợ em đi rồi thì em vẫn là phải một người đàn ông có trách nhiệm nuôi con. Nuôi con. Nhá. Không ai có thể thay thế nuôi con em được. Một khi nó đi, nó có cái lý do gì nó mới đi. Đúng chưa? Có lý do là nó mới đi như vậy. Đó. Vợ em nói rất đúng, mẹ vợ em nói rất đúng. Đó, vợ em chắc chắn là có lý do. Có lý do gì nó mới đi vậy. Không có tự dưng đâu. Nha. Yeah. Rồi, hy vọng là em hãy bản lĩnh nhá. Không được làm bậy. Bây giờ nó cười ráng giữ lời nhìn rất kỹ để làm nuôi đứa nhỏ. Rồi, từ từ tính tiếp nha. Rồi, cuối video này anh xin phép được thay mặt các anh em về Hiệp sĩ Bình Dương, anh chúc mẹ vợ em cùng em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Yeah. Hy vọng trong thời gian tới này, anh em Hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin chính thức vợ em đang ở đâu, giúp vợ em quay trở về cùng với gia đình em nhé. Yeah. Cũng cảm ơn Hiệp sĩ Bình Dương để giúp gia đình chúng tôi. Dạ, yeah. Hôm nay gia đình mình nhé, hai mẹ con có đồng ý cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả thông tin của gia đình mình lên tất cả trang mạng xã hội, mục đích chính là tìm con gái cũng như tìm vợ không? Dạ yeah, có. Đồng ý ha. Dạ. Yeah. Rồi xin chào chị, xin chào anh trai này nhé. Yeah. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây câu chuyện là mà thực sự rất đau lòng. Đây là chỉ vì là em trai này đang làm ở tại thành phố Hồ Chí Minh ở tại Gò Vấp, mà vì thương yêu vợ, rất yêu vợ cho nên là không muốn xa vợ và xa con. Vì vậy cho nên là muốn lôi kéo vợ vào đây để cùng hai vợ chồng cùng tiếp tục công việc, để cùng gần nhau, hàng ngày trò chuyện, hàng đêm tâm sự. Nhưng đến giờ phút này chỉ vì thương vợ mà đã mất vợ, một câu chuyện thực sự rất đáng tiếc. Đó, hy vọng đây cũng là một bài học cho tất cả các cô chú anh chị, đặc biệt là các anh trai hoặc em trai. Mình muốn đưa vợ mình đi thì mình phải xem tính tình vợ mình sao, chứ nhiều khi mình không kèm cặp được, hoặc mình có thể là mình không đủ thời gian để mình bên vợ thì có thể là sẽ mất vợ. Bởi thời buổi bây giờ rất nhiều cạm bẫy, rất nhiều cám dỗ ở ngoài xã hội. Xin thân ái chào hẹn lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.